Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser ở DK tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và đây là hình ảnh của một chị khách hàng lông mày bị trổ đỏ. Và hôm nay chị đã quyết định qua DK để thực hiện là xóa sửa cọc lông mày. Và tình trạng ban đầu của chị thì như chúng ta thấy là trổ đỏ khá là nhiều, bởi vì chị làm cũng khá là lâu năm rồi. Và điều quan trọng là đối với cơ cốc mực chứa tạp chất thì sau một thời gian thì nó sẽ bị trổ đỏ như này đấy ạ. Và đây là cái kết quả sau khi chị đã thực hiện là khử đỏ tại DK, thì chúng ta có thể thấy là phần tạp chất mực đỏ đã được xử lý hoàn toàn. Và đây là cái gốc mực còn lại. Và ngay bây giờ chuyên gia của chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện laser để hút đi cái phần mực này cho chị nhé. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi để xem cái kết quả mà sau khi đã khử đỏ thành công rồi và tia laser tác động vào phần mực này thì nó sẽ như nào. Em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện nhé. Và như các bạn đã biết thì tại DK thì là đang sử dụng công nghệ là siêu laser Bicomax 2021. Thì đây là cái công nghệ laser hiện đại nhất hiện nay. Và chúng ta có thể thấy là khi tia laser tác động đến đâu thì là phần mực được xử lý rất là rõ rệt đến đấy ạ. Đây là sự so sánh giữa hai bên nhé. Và đặc biệt là không hề có dấu hiệu cháy, xém hay là trụi lông hay là tổn thương lên cái vùng da đó. Chuyên gia tiếp tục thực hiện phần còn lại giúp em nhé. Đó, chúng ta có thể thấy là tia laser tác động đến đâu thì làm phá tan cấu trúc hạt mực đến đấy, để nó đào thải qua bên ngoài theo hệ bài tiết chứ không hề tổn thương lên cái vùng da. Và hơn nữa là trong khi mà thực hiện xong chỉ độ 10 đến 15 phút là chúng ta có thể kẻ vẽ và make up hoàn toàn bình thường mà không phải kiêng khem gì cả. Rất là nhanh thì cái kết quả đã xong rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ cho chị khách hàng xem cái kết quả để chị có cảm thấy hài lòng về cái kết quả như hiện tại nhé. Em mời chị xem kết quả của mình ạ. Vâng, chỉ độ mà 2 đến 3 phút thôi không chị nhỉ? Và cái kết quả như này chị cảm thấy như thế nào ạ? Cái quá trình làm như vậy thì trước khi đến DK ấy thì chị có lo lắng hay gì về việc sợ đau không? Chị có lo hơi sợ đau trước. Và cái trải nghiệm vừa rồi của mình thì mình cảm thấy là có như mình lo sợ ban đầu không chị nhỉ? Không như lúc mình lo sợ lắm. Vâng ạ. Có nghĩa là sau khi thực hiện tại DK xong laser thì mình được xóa tan cái nỗi lo về cái việc sợ đau đúng không chị? Đúng rồi. Không đau mấy đâu. Và chị mong mỏi gì về cái cặp mày sắp tới của mình chị nhỉ? Chị mong muốn lấy lại cái cặp mày đẹp. Vâng ạ, một cái dáng mày nhẹ nhàng, không mặt mình hơn đúng không ạ? Đúng. Chứ không bị thô cứng như cặp mày cũ đúng không chị? Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị nhé. Và em tin rằng với cái sự tin tưởng của chị vào DK thì DK sẽ tạo cho chị một cặp mày mới thật sự là như ưng ý như của ý mong muốn của chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Đấy, các bạn đã xem những cái chia sẻ của khách hàng và cái quá trình thực hiện laser tại DK. Vậy thì các bạn là có vấn đề gì về mày mô mí thì hãy nhanh tay inbox lên cho fanpage để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất từ chuyên gia của DK. Xin chào và hẹn gặp lại.